chào mọi người. Mình đang đi trên đường Trần Quang Khải. Mình sẽ ghé vô bún đậu mắm tôm của Mạc Văn Khoa, người em rất là hề hước của mình. Dạ bây giờ mình vô quán nha mọi người. Quán bún đậu của Mạc Văn Khoa tọa lạc trên con đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 3. Dạ bây giờ... Ủa, lộn quận nhất. Biết hôm nay mình vô mình có được gặp ông chủ hay không? Đây, số 90 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận nhất. Anh muốn nè. Ê, dạ anh. Ủa, thấy hai này là nghi có ông Khoa rồi. Thấy này là biết có ông Khoa nè. Ủa, có Khoa không? Dạ có. Nó đâu? Dạ, có gặp Khoa mà Khoa thì với bạn gái, không phải là bạn người yêu mà là mấy người em. Mà... Chào các bạn trẻ. Đây các bạn, mình vô quán của Khoa, gặp được Khoa. Em dễ thương lắm, chút nữa mình cho coi bún đậu nó sầu nha. Ngại nè. Chào khán giả cái coi. Chào tất cả quý vị khán giả. Trên đâu anh? Trên đâu cũng được. Trên mọi miền đất nước mình ạ. Hôm nay anh Khánh và anh Tuấn qua quán đậu ăn cũng gần một năm rồi, anh Khánh mới ghé lại ủng hộ quán. Biết tại sao mà anh lại bỏ một thời gian lâu như thế. Nhưng hôm nay thật sự thấy anh quay lại rất là mừng ạ. Rồi vậy nha, đây gia đình của Khoa luôn đứng chào mọi người nè. Đây là ông Tuấn của Khoa nha. Em cảm ơn hai anh đã tới quán em ủng hộ. Em cũng không biết nói gì, chỉ chúc lật mặt 6 thật là thành công. Khán giả đi coi thật là nhiều anh ạ. Đi đi ăn hoài hôm nay có được gặp Khoa nè. Tại vì Khoa bận nghe như lúc anh sáo siêu lừa siêu lầy đó. Cũng nửa năm nay mất ăn mất ngủ anh ạ. Nhưng mà người ta nói tới gặp là về phải có quà có cáp rồi đây để em vào lấy em lấy gì tặng gì cái cây Hải Dương hả? Lâu ngày gặp nhau, hôm nay em tặng anh Tuấn với anh Khánh mỗi người 2 cái can mắm tôm, mỗi can 35 lít. Anh nào em buôn buôn em khoan khoan 35 lít mà anh sắp đi á nó cũng nặng mà. Cái đấy là tình cảm của em, bỏ lên xe thì nó thối lắm. Lấy gì anh, lấy gì anh, lấy 2 cái can mắm tôm mỗi can 35 lít để tặng hai. Thôi buôn đi, thôi anh qua đây anh ăn luôn. Không, cái đó mình cho ký gửi vậy thôi. Mỗi lần em qua quán điện thoại anh Tuấn anh ủng hộ, anh ấy hỗ trợ điện thoại thì bây giờ qua đây em phải tặng mắm tôm chứ. Thôi dắt mắm tôm về nhà nó nguy hiểm lắm. Lâu xin qua lấy. Thôi qua chiều qua lấy sĩ thôi chứ. Lúc nào mà muốn ăn mắm tôm thì cứ nói em nhé. Mọi người nhớ ủng hộ các chi nhánh cửa hàng bún đậu mắm tôm Mạc Văn Khoa. Đây là 90 Trần Quang Khải, còn đâu nữa Khoa? Có cái mới mời phần 7 đường 7 ạ. Đường gì số mấy? 156A Nguyễn Thị Thập quận 7 ạ. 156A Nguyễn Thị Thập quận 7. Cái quán đó mình chưa tới nha. Em tới, anh chưa tới. Ờ, vậy bữa nào mình sẽ tới review. Mọi người nhớ đi coi lật mặt 6 nha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.